kéo tụt quần luôn, không mới dính được cá nhiều vậy chứ phải dẫn chơi đâu. Hào 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 hào, nhìn mặt tao trai mà cái số hoài hào hào. Dừa dừa khô hả? Bữa nào mình với Lộc xuống bè của chú Bảy câu cán với bao vui quá ha. Mình cũng nhớ là một lần mình với Lộc chúng nó giăng bao bè với những cái heo cũng nhiều, những cái heo cũng nhiều ghê. Dưới đây anh Lộc lựa điểm cá he, cá dồ đồ văn không thứ gì chịu nổi. Cuốn tại lưới gạch trước hả? Ủa tại lưới gạch em thấy nhìn văn trong mà. À vô tại lưới gạch này cũng khả quan lắm nè, văn kiểu dạch trong sát trong mấy cái bờ kè trong đó đó. Mà bây giờ không thấy tôm tiếc nữa, bởi vì mấy anh em mình không có văn lưới tôm. Do thuốc tôm quá trời luôn, họ lên đây họ thuốc hoài luôn á. Họ lúc trước thì họ không có thuốc, họ thuốc trước kia không à. Bởi vì tôm nó dựa vô đây, bởi vì lúc đó mấy anh em mình thường văn lưới tôm. Rồi dính tôm càng con nào nó nhìn thấy mê ha. Còn tính ra khoảng hơn nửa năm nay là thôi mấy anh em mình không có văn lưới tôm được chứ. Có tôm tiếc gì đâu nó văn. Thì con cá dồ, ba cá sát. Làm được ngày. Cái hồng này hồi về anh lỏng thả bè luôn. Còn tay lưới này là tay lưới cá mì dinh, cũng lâu rồi không có thả cá mì dinh. Để hôm nào được nước thả lưới cá mì dinh bữa. Mì dinh thì phải lựa con nước chịu, con mát trời mới thả mới trúng. Chuồng cái đại ca lọc mình giờ thấy cũng đầu tư lắm, không lưới không, ghê hồn chưa. Đầy xuồng mà cá không nhiêu hết. Trời ơi, cái dây phao không giống như dây neo rồi trời. Nó lỉnh phỉnh kìa. Mới văng cà, mới văng tay mà văng lưới neo biết quen bạn ơi, nhìn cái dây phao lúc nào cũng dài thòn. Ủa xuồng đó có tẹo ba phát bỏ ổn vậy ta? Lấy dán nào lấy dán bữa trời. Lưới gạch này sao đây? Lưới này là sát đất nè. Anh xui. Sao đây, sao đây? Có khả quan hơn ta lưới kia không? 5 ký đâu. Kìa, lên hẹn rồi kìa. À. Đó, bà xa hả? Ừ, khả quan bạn ơi, khả quan bạn ơi. Bà xa, bà xa. Ui, đi sát bờ luôn ha. Bởi vì bữa nay đại ca lộc mình là tầng nổi, tầng trung, tầng đáy gì cũng lụm láng hết. Không văn kiểu mì văn thí nghiệm rồi luôn. Thử con cá thì tầng nào nhiều để lần sau ổng văn tầng đó nhiều. Ê mà hồi nãy ông nói ông dính cá sủ lạng quạng tại lưới gạch, là dính cá sủ nè. Ủa sư mẫu lẽ phải đang lên bè ta. Ở lên bờ hả? Không không không, chắc chí quá. Rồi sư mẫu giờ này bớt thế nào mới lên bờ. Ủa ba xa trọng ghê bạn. Tại lưới này mới kéo lên cái là hốn còn bà xà thấy ấm lòng rồi đó. Thấy có khả quan nữa. Này tính ra cá dính điệu trời. Nhưng có cái đôi khi nó hơi xui xẻo xíu mà gốc gọ. Tại mình dân sát đất mà. Kìa lên nó diện lọc. Hai ba con kìa. Còn gì dưới nữa kìa. Thế. Con gì dưới nữa. Đó thấy không. Đốm. Rồi đốm nữa bạn ơi, quá rồi bạn ơi. Hai con đốm con lâu kiến. Rồi có đục ruồng của anh Lộc ở nhà nay dài thòn mà nó dám bích nó thiệt lắm không chơi đâu. Quá wow. Như cột con cá ở đây nó phao thấy nó nổi lên trơn trời. Bà sư mẫu bữa nay bà gặp đại ca lộc mình văng lưới cái này là bà lắc đầu liền. Mày bào quá lộc ơi, nó ở đứng kia hả giờ. Có nhiều cá bữa nay rồi. Bữa nay là ông đại ca lộc mình bào muốn gần hết luôn rồi. Này gác cái dây tao bẻ gì phao nổi người phình lên hết. Không, tao bờ. Hả? Bờ. Này nó chưa sụp xuống bậc cấp hay sao? Không. Trời ơi, ông văng lên bờ luôn, không sợ gọ hả trời.
Nãy giờ tính ra dầu đếm cũng nhiều, mình nhớ không hết nổi luôn. Mà dầu đếm nó đâu có nhỏ đâu, con nào nó tầm nửa ký. Cũng manh động kìa. Thêm bà lâu kiến chứ. Khuyến mãi cho con tàu điện ngầm. Mấy cái dấn cánh đó bạn thấy cho lợi hại lắm. Tới mùa cá lồng tông họ văng dính ghê hồn luôn. Dở lần 10 kg, 20-30 kg bình thường luôn. Để mà trong tiền cá lồng tông nhiều lắm. Tàu điện ngầm luôn. Thời tới nữa gọi Lộc ơi lên luôn. Đánh thằng ơi nãy giờ quá trời luôn, cũng có sủ ôi. Cái gì? Dù đếm cá ép đồ nói chung đầy đủ. Có luôn, dính luôn cá Lộc, cái quần nước dẹp luôn kìa. Cá chằn hoàng kiếm luôn. Cá chằn hoàng kiếm có luôn. Lại đó con cá dù đếm dính từ nãy đó. Ui già. Kìa, ở dưới vô. Tàu điện ngầm nữa. Ở chân bè cũ có sủ này ăn tàu điện ngầm dữ lắm hay sao, sao dính quá trời vậy? Cái kiếm hả? Ừ, hai con rồi. Cái cáo kiến này luộc xả ăn lai gai cũng nhức nách chứ không phải chơi đâu à. Nãy giờ con này là con thứ hai rồi đó. Mà cá lậu kiến này tại mình văng kiểu mình gần bờ, nó dựa vô mấy gốc cây mới có thôi. Chứ tập tính cá lậu kiến này cũng ít khi nào nó ở xa bờ. Đó. Gô đồng. Vậy. Gô đồng. Thằng ngờ cái gô đồng mà cũng dính luôn trời. Đúng rồi, văng gần bờ thứ gì cũng dính vậy bạn. Cái gô này bạn văng xa bờ đời nào dính nó, nói với cá tre. Cái gì bà? Bà đâu hó hé cái rô không xanh đâu đó nữa. Người có gô tao chập ba gì. Còn cái gô này không kho kho là ăn thứ gì chịu tao thấu đây. Gô đầu nhím nữa. Hết hồn cái gô không? Rồi đây cá lọc mình như đây thôi, mai ăn cơm đuối rồi. Còn nữa là chứ đâu mà nó hết được. Đó, giữ cái xác luôn. Quá trời cá rồi. Còn tao bữa nay khoe ngực luôn mới ghê chứ. Dao găm mà tấu được lú rồi thế đó không? Gì tim dữ trời. Nhìn phao lớn nó nổi giống như văng lưới trên ruộng thiệt chứ. Cá sát nó dính nãy giờ cũng 5-6 con vậy, mà nếu mà sư mẫu qua văng lưới cá sát thì đã khoảng sẽ bể đầu hoài chứ. Chừng nha, không bẻ ra nữa. Tại sao không bẻ ra ông nội? Chị không bẻ. Rửa tay không đâu. Không tay đâu. Thằng á. Một hồi con cá này bạn sơ ý không bẻ gai nào, sơ ý thì mình bắt nó lên đó. Nguy hiểm lắm. Kẻ nữa, kẻ con gì kìa. Dù đốm. Ủa, đốm nữa bạn ơi. Vô rồi, vô rồi. Quá rồi. Đúng chặn này cá dính thấy ham thiệt chứ. Bữa nay là cá lọc mình là dữ lắm luôn á. Vừa cá bán mà vừa cá thả bè luôn. Ủa con mạnh, con vừa đốm nó mạnh, nó manh động kìa. Vừa bè ở kìa. Vừa bè ở kìa. Manh động kìa. Lên hàng. Rồi gõ rồi kìa. Sát bờ mà. Thứ gì chịu nổi. Ba cái lưới bơi mưa nó chảy ra tới đây nè. Hôm một bữa nay phải công nhận một điều là dính cá dầu đốm nhiều thiệt. Chứ mấy lần trước mấy bạn để ý đi xem mấy clip mà dân bao bè này nọ đó, đâu có dính cá dầu đốm nhiều vậy. Còn gọi là dù đếm á. Thì qua ta lưới con lọc cũng văng bạn ơi, gần bờ nó nổ phịnh trơn kìa. Vô. Trời nữa kìa. Nó he luôn. Quá rồi. Con cá bữa nay dính gì đâu mà không thể tin nổi luôn trời. Chứ thật ra cái bến này bà sư mẫu bà cũng bào dữ lắm rồi. Lên nữa nè, nè. Lên, lên, lên. Thờ cờ đang phát mà. Đó, chuẩn bị đó. Chuẩn bị mắt. Chuẩn bị dính gốc. Đó, đó nó kìa, mê chưa? Sao nó đớp, lên đờn rồi. Ngủm cái gì vậy? Đờ rồi. Ừ, ngủm rồi bạn ơi, uổng quá trời luôn á. Đớm nửa ký với bở gì? Bạm vô chiên ăn. Nói gì nói mai ông Lộc đồ ăn sáng ông vô tư rồi đó, quá trời quá đắt rồi. Con cái giò nãy chiên, con này là cái gì nó con chua á. Rồi giúp đây. Đụng lên đi.
Một con đốm mập gì nữa, ngỗng của tỏi uổng ghê không? Kệ nữa kìa. Chó. Ừ, cắt cây. Cái cây thêm cô vậy? Nữa trời, hai con ngủng chân trời. Mà mấy cái cây ngộ bạn thả bẹ nó không bự. Nó không lớn, nó nuôi càng ngày càng nhỏ, kỳ cục chứ đó. Mà ngoài thiên nhiên mấy con bằng thấy không, có con là nó thể 9-10 kg bình thường mà. Dính đứa neo mình cũng dính con 9 kg mấy đó, là nó nè. Ôi cái ngạnh, ông mày dính kìa. Quá trời cá rồi, quay phim không kịp luôn, tay cầm con này vừa được tỉnh review rồi con kia lên nữa. Nãy giờ mới thấy mặt mũi được con cà mày dính đó. Vô! Quá manh động, quá manh động. Các bạn xem mấy cái clip này cá dính thì mê không? Coi gì mới đã, mà cũng hấp dẫn. Cá nó lên lía lịa. Gì động nước nữa đó. Tại này cũng gần hết rồi, tại có 60 mét là ngắn ngủng. Trời ơi, dây câu của cũ sủ chứ đâu. Câu của ấy nè, cá sình nè. Đừng câu của ổng đó chứ đâu, đừng câu tàu lao của ổng đó. Còn con nào nữa không? Hết lưới rồi. Đừng câu nó sao không cắt luôn đi trời, đâu có xài nữa đâu. Trời ơi, đem kéo tao thủng rồi đây nè. Củ sủ lúc trước còn văng đâu có mười mấy lử mà không dính cá mắm chân rồi để luôn vậy. Mà sư mẫu có văng bao bè cũng dính mấy lần. Mời Thảo ra. Mời Thảo ra. Nhắc này cho Thảo lạnh rồi. Lạnh không? Nãy em văng chơi mà không nó sợ gì mưa rơi. Ừ, hết tay lưới nữa, còn tay nữa bạn ơi, tay lưới treo nữa. Cái này lưới gạch. Nãy giờ mà công nhận ba tay, tay nào cũng dính cá thì không nhìn thấy ham thiệt chứ. Đúng, văng lưới cá dính vậy con mới đã. Thêm cá cậy nãy nè. Bạn này ná ná giống như cá góc không? Nhưng mà nhìn cái dãy cũng dễ phân biệt luôn, với cái hình dáng của nó. Thường cá cóc nó hơi dài dài hơn xíu, cá cậy thì nó là ná, nó kiểu kiểu hình dáng nó là ná giống cá mì dinh bự. Với cái mỏ nó cũng khác nữa. Cái gà, cái gô ra đầu nhím nè. Nhìn cái gô này mới nhớ lại mấy những lúc bữa trước mình thường câu cá ổ á. Nó giật mấy cái gô bự bự, bạo phê luôn. Hai chồng tò mò ra xem kìa. Hai chồng củ cá sủ dai. Thấy mà nè, mình dính cá nhiều la quá trời la, hai chồng tò mò ra xem. Ông Lộc nó mai ông đi lên xe đét ông mua vàng nè bà. Mua đại chỉ chơi vậy đó. Mai có đi xe đét hỏi ghé tiệm vàng giả hỏi thằng tôi. Ừ. Giả hả? Mai nè, mai sáng đem cá này đi bán là mua chỉ rồi, là vô tư rồi đó. Bán mua chỉ vàng giả. Nói đúng không mà em gô bà nữa. Không có vậy chứ. Mũi già kia chích nữa lít vô chưa chịu ngủ hay gì trời. Lít mới ngủ được hả? Có hai chồng củ sủ mà ông nghĩ ở cái bè đó không biết chứa vàng kim cương gì, không biết mà cái bè không gắn tới hai cái camera. Đó, cái này nè đỏ ché đó. Với cái đó nữa đó. Cái gì? Sao? Thánh thằng nha. Và cái đó hả bà nương? Tay lưới chèo bè này cũng đầy tự tin luôn. Nãy giờ ba tay không phản tay nào hết á. Nói chung cá tay nào cũng vậy, dính đều. Hả? Phải tự tin chứ ông, nãy giờ ba tay nào cũng trúng chứ mà. Ông bữa nay tay này lại ngoài cũng trúng à, tại đúng nước cá đi. Này cú lên hả? À? Tính toán hết nha. Người gì? Tài lưới cúng cùi. Tài lưới thứ tư đó. Tài lưới này thường là cái vỏ nó đùng đùng cái gánh này nè. Mà không biết sao đây. Cái gì chạy hứ hứ bà. Tao quay phim đây mở phim cái gì mà hứ 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 vậy anh hai chồng lụ đạn ơi. Ông nói làm hứ tao thèm. Hứ tao thèm.
Rồi tranh thủ về. Có thằng nào thề không đi về đi. Tôi đó tôi không đi về đó. Ủa sao nghe cái tiếng giống bà hai mập vậy? Phải không? Có clip nào hả? Thánh thằng à. Bởi tôi nghe tiếng sủa sao có bà hai mập đâu đó. Hai cốt cán của mình mà. Ừ, củ sủ quay Facebook live stream live cò nào không biết. Nghe lại nè. Đâu? Bởi vì tèo ba phát giờ càng ngày càng ốm khỏi rồi. Qua này ba cái hả? Ừ, két nữa. Con này như thứ tư, thứ năm gì rồi. Vô. Trời nữa kìa. Ủa két hả bẹn quá trời bạn ơi. Ủa bữa nay mà Đại Gà Lộc mình khoái luôn á. Mấy cái én này thấy thèm lắm. Đem về thả bè chắc lượng liền. Năm sau đếm tiền. Với mấy con cá dầu đốm mà ké với cá dầu đốm này thả bè đúng bài. Thả bè là bao ngon. Giá trị cao. Sau này bán là tiền không? Tiền có chứ không vậy? Ừ, tiền có chứ. Vậy cũng bắt bẻ nữa đó. Đó. Ủa cái mà Vinh chào bá luôn kìa. Quá rồi. Tôi mới mất căng đầu luôn cũng được rồi. Hoài cũng kén. Không có mà nhìn xứng đáng. Wow. Vô rồi. Kìa nữa kìa. Ủa cá he luôn. Qua nè. Gì chịu nổi. Mình bên tay lưới này dính cá vậy đây mà ông Lộc nó không được. Ông không có tủ tự tin mà. Ông quay nào hả? Hả? Cổ? Ông quay cái clip đó nào hả? Ông quay hồi nào hả? Quay lâu rồi. Trời ơi. Đó. Ủa cá vồ luôn. Vồ trắng. Vồ trắng luôn. Chạy đâu cho thoát với đại ca Lộc mình. Ừ. Đó ông Lộc cái đó là nó địch hay là nó kêu? Nó nói tao vô nè. Tao vô nè. Nói cậu có nghe bạn cái đó là dạng mình theo mình nghĩ là như nó dính lên đó rồi dạng như nó bó mang hay sao nó rồi nó xì hơi á. Chứ đâu phải tiếng kêu không? Cái đó là phải tiếng kêu. Thì không hỏi tôi giải thích con cái nữa. Giờ con ta cuốn nước xui luôn thiệt. Làm biến bơi ngược lại bạn mới cuốn nước xui luôn. Vô. Lên hàng nữa. Cá đang dính lía lịa mà dễ gì đứt đoạn được. Dễ vậy? Trời gặp lại tôi giật mình không nổi. Cái chổi thằng. Này mình thấy con cá mình dính nữa bạn ơi. Cá rảnh bạn ơi. Mình dính hả? Dính. Trời mẹ ơi. Lẽ mắt mình mờ kìa. Đúng rồi bạn ơi. Mình dính bạn ơi. Nâu nù nó ngắn ngủng khúc à. Tưởng đâu cá rảnh không bạn coi nè. Nó có ngắn ngủng con khúc à. Cái bảng nó dày. Cái tưởng đâu cá rảnh. Tính ra vậy là Đại Cà Lộc mình nãy chích có mấy ly đâu mắt còn sáng dữ ha. Không phải sáng gì nãy giờ là do một cú lặn quyền thoại với thêm cảnh gỡ cá nên mình sáng mắt rồi. Chứ không dính là tối mắt rồi. Không dính là hả giờ tối mắt buồn ngủ giống gì. Nhân lưới là vậy thôi. Dính cá lia lịa mê lắm không thấy buồn ngủ. Còn mà bữa nào mà cắt thu quá trời kéo tay lưới buồn ngủ chết được. Chút kéo vào đất bạn ơi. Chút kéo vào đất. Nguyện ông nữa dễ gì kéo vào đất không. Nhìn cái góc đó là anh chuẩn bị. Để dùng lưới xuống cho nó trôi luôn. Trôi xuống theo chứ không thể không bị. Kéo về là không bị nè. Nhưng mà bị gách lưới nè. Quải với góc bè. Bao đất lúc nào cũng phía ngoài đó đó. Bởi vì ta lưới mình dễ bị lòn vô. Mong là đừng dính bao đất. Trời. Đó. Lật tót liền thấy không. Kìa. Cá lên nè. Ngay góc đó thằng Thánh nó dễ gì thoát nổi. Ủa đốm luôn. Ừ. Thôi cú vào đất là tôi cuốn cho mình coi. Chù chà bữa nay cá dính quá trời dính rồi. Nay lạng quạng chia làm hai phần được không phải chơi đâu. Nãy giờ cá dính kiểu đó không? Phần 1 chưa coi áo, phần 2 coi áo rồi. Phần 1 coi áo. Phần 1 chưa coi áo rồi ông ơi. Đúng rồi.
đúng rồi. Ừ, khoảng 2 mới có áo. Khoảng 2 mới có áo. Còn phần 3 nữa. Phần 3 nó có quần cái gì? Có quần 2 đó, ông nội. Quay ông nó trái clip liền nó ông nội quay cảnh đó. Nữa à, lên hàng nữa nè. Trời ơi, cút cua quẹo thằng thánh mà chạy đâu cho thoát với đại ca lộc mình. Sao thấy nặng nặng tao lưới vậy? Muốn gì có bẹ gì rồi. Ẹt ẹt vô đục ẹt ẹt ẹt. Nó gì kìa. Nữa vậy. Đó nữa kìa, lú lên kìa. Ngồi muốn gì tao bè bạn ơi. Đó chuyện rồi. Đó, lên rồi đó. Lưới của sư mẫu gì đó. Chắc lưới của sư mẫu nè. Thằng ngu hốt tao lưới cái xác của sư mẫu, lưới cũ quá. Bởi vì cái lưới này không biết cá đó. Thiệt. Đúng rồi, mấy tao lưới cũ thường nó cá ít nào chứ nhiều lắm. Chậm đó là không biết cá. Nhưng còn cái xác nữa kìa. Thấy rồi. Cái chó còn có cái cày. Mấy cá này thường là vậy, em về cá rêu vô bán ghẻ ghẻ à. Có 20-25 ngàn ký bán đâu chả. Cô ba giang hồ thầu hết. Mà ngược lại con cá cậy này bạn thấy vậy chứ, nếu mà nó trên 5 ký là giá khác nha, 90 ngàn, 100 ngàn, 101. Nó ngộ vậy đó. Mà cá giòn giòn là thành 3 ký, 2 ký mấy ăn xuống chỉ có 25 ngàn ký. Mua chủ yếu người ta nào trả do xương nó nhiều á. Giống như đại khái cá mà dinh vậy. Rồi. Mai kho ăn luôn. Bẻ ngạnh chưa đại ca? Chưa. Thằng ơi đại ca, cái xác không bẻ ngạnh không à? Ông hồi ông bắt câu chừng với nhau ông nội. Sơ ý luôn. Trời ơi, hốt vô ta lưới cái xác của sư mẫu rồi, tới công chuyện nữa rồi. Rồi nước vô ba ơi, đục. Em ngồi đi. Kéo ta lưới lực quá trời lực. Như đứt rồi. Đó, lên rồi đó. Chưa lên nữa hả? Chưa. Có nào có bao đất hay gì không dữ vậy? Chứ ta lưới bả đâu có lực dư dữ vậy? Cái gì trời, dính cái gì dưới đây trời? Cái gì tao bè. Gì tao bè quá. Sợ con ngỡ mà sợ mấy cái gút nói. Có bè con tùng. Hay coi chừng dính con cá nó quắn dữ không? Quắn rồi. Sợ dính cá bạn quắn cái gì tao bè bạn ơi. Tịch. Gần hết lưới còn không được im xuôi nữa. Hốt gì tao bè đó chuyện mới dặn lưới bà bè tổn toàn khổ tốn. Giờ nắm viền phao mình phan xuống từng mặt coi thử coi nó sức ra không. Sức ghê. Cái chỗ này em nghĩ nó dính kiểu này là lặn quạng, một là cá quắn, hai là cái khúc nối. Khúc nối của cái dây tao bè. Wow, hình như lên rồi đó Lộc. Wow, nó thủng. Lên cái bà cậu ơi. Dữ dữ không trời. Tới một chuyện chứ. Wow. Nó hết lư rồi mà không chịu im xuôi. Lại là hiệp 2. Cái gì chịu thấp. Cái gì vậy? Dây chằn mình nội u. Dây chằn hả? Dây tó. Mà dây tó nó có cái gút không mà sao dính dữ vậy? Không. Kỳ vậy? Nó bị lẹo, nước bị lẹo. À tức là nước nó đẩy cái tay lưới mình hả, nó quắn vô hả? Ừ. Lẹo hả? Còn sức ra chưa? Chưa. Coi nó hướng nào. Đúng giờ lưới bữa nay Lộc tuy gần dính cá nhiều nhưng mà cũng bấy sấy luôn. Lạnh, thời tiết giờ tối lạnh. Tối là nhìn thấy đó. Mày sức ra chưa? Chưa. Thằng ơi. Nó dính cục gạch của bà. Bà siêu mẫu luôn. Ấy thôi cắt đi ông ơi. Cắt mình nấu lại thôi, không sao đâu. Mấy lưới bà bè anh văng hai ba lần là cũng bấy sấy hết rồi. Chứ cái đó ông lặn nó hoài nó nguy hiểm. Mẹ. Sâu rồi. Hồi lên đi. Nó quắn gì tao bè nó vậy nhưng mà không con cá nào nó bá vô hết. Mấy con Hugo đây thành tinh.
giờ đầu nào ra đầu nào đấy tùm lum hết trơn. Trời ơi, nó vô nụ vắng chiều nào đi chứ, lọn có phen chứ gạch vô đau thì gạch của bà sư mẫu nè. Trời ơi, nó vô nụ té địch luôn, té địch luôn. Lục bình là giờ quá trời, lục bình tấp vô rồi, nước chảy mạnh rồi. Tới một chuyện rồi, cái chân cửa ngõ rồi, lục bình tấp ra nó đẩy ra ngoài sông mãi. Dân lưới gặp cái ông lục này quải lắm, nó dính vô tùm lum lưới vậy. Chuẩn bị kết thúc chương trình này, bị gác vô tới vậy đó bè này, bởi vì thua chúng ho là lót vài con nữa rồi xin đó có dính hết lưới rồi, sát vô vết bè. Châu, phải không, chạy đầu cho đó hả? Châu, 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 chùm luôn hai ba con, ba con gì anh lóc? Bốn năm con luôn. Được không, dính vậy? Trời ơi, một đống vậy? Trời tự dính vậy cũng được nữa, trả vậy đi. Quá rồi. Ôi, quá trời trời. Trời tự. Bốn con. Quá trời bốn con, rồi. Chăn đầu lưới rồi phải không? Ừ. Hết lưới dính bốn con trời. Một chồng một nùi các bạn ơi, thứ gì chịu nổi. Gỡ thì tính, hết lưới rồi, chăn đầu lưới cũng cột vô đó đó. Ủa, có cái cày kia chà ba lửa kìa, còn là cái cày không, bốn con những con có dồ, ba con cày con dồ. Bà thấy không, vừa tới vết bè nghi lắm mà, tại do cái khúc đằng kia bị gác cái gì tao bè đó, dặn nước nó đẩy mà cái lưới mình nó xe vô nó quắn vô vậy, tao bè nó ốp ra lưới lại á, bởi vì không có dính cá. Ốp cồi chót kéo lên chùm bốn con nhìn mê trời, chịu đời sao cho thấu trận này thiệt chứ. Tính ra lâu rồi anh lọc cũng qua bè ông bao lại chúng quá trời chúng. Bà sư mẫu coi clip này bả run chân luôn, bả nói chịu không nổi thằng ngầu lọc nè. Mày đừng có bao giùm tao con cá. Ừ, để còn cá để tao bào nữa. Ừ. Em thấy biết còn cá không chứ thấy tim còn lên kìa. Còn. Ừ, là vẫn còn đó. Tim thấy còn lên. Chắc là bị quắn nữa rồi. Sợ gướng vô dây tao bè nó nữa. Mình dặn đây mình phi cá dính lưới rồi nó chạy nó quắn vô dây tao bè. Ù. Cậy xứng đáng chưa? Ngẫm hả? Thằng hai con bự nhất là ngủm trơn bạn, cái cậy giờ nó gướng vào đất này, này dây tao bè đi nữa, hết lưới rồi. Lưới anh tới chỗ nào anh Lộc? Chỗ đó luôn đó hả? Nhưng sao gướng kỳ cục vậy? Đầu lưới không cục, chẳng cái dây tao bè đó kìa, không lẽ gướng vào đất ta? Gướng chỗ góc này nè, tu lưới vụ vụ tự dục lưới này, thử buông mở cái đầu đó ra rút lần bạn ra, tại vì hết lưới rồi mà. Ừ. Rút con này nó lên luôn, làm thêm chùm bốn con nữa rồi đó, khét luôn, rút lên luôn không lọc, rút không, rút lên luôn đi, sợ em nó tấp vô vào bèo cộng bỏ đất vô chỗ đó đó. Tôi ăn cũng gì vậy, trời ơi, hai con ép bạn ơi, còn hết lưới luôn, thiệt tình để xảy anh con rồi, không để gì, nếu dính con đó năm sau lọc được trăm mấy chục ngàn rồi đó. Hay quá, mẹ có bơm, hả? Quá trời quá đất ta đứa rồi, bốn tay tay nào cũng trúng, quá trời trúng, tay 60 mét cây lớn cây lớn gì đó mà dính, đúng thứ gì chịu nổi trận này với đại ca lọc mình thì chứ. Quá wow. Cái đục của sườn mẫu giống nãy giờ, nếu mà có sườn nhỏ bả thường ngày bả thăm lưới cá sát chắc chứ không hết nổi. Nổi cái đống mà thấy ấn lạnh chưa. Giờ bắt đầu hai anh em mình rút quân về. Lọc nãy giờ cũng lặn, nãy giờ mới phát ông lạnh quéo rồi. Cái này chỉ lấy cái bấm mà bấm là khóa mà kéo ra nổi thôi. Lâu rồi đại ca lọc mình tái sức dân lưới vào bèo, thấy chúng ghê hồn chúng không, cá gì cũng muốn mê. Rồi sẵn đây thì mình cũng quậy thành quả luôn ha. Ừ, đây mới cá cày nè, vô đếm nè, cá sát nè, đầy đủ vô, cá rô nữa nè, bọn này nhà nằm dưới giữ nè,
cái đục của anh Lộc nó dài lắm nha, tại mình quay thằng quả nó hơi khó xíu ạ. Tại cái đó còn gô cá bạn coi coi nè, đếm nó từ lưa hột dưa đi nè, điêu hồng còn đây nữa nè. Tại cái đục này lúc trước ông thiết kế ông nằm ngủ á qua đêm á đó, đó coi kìa, thánh thần nó sệt chân bạn ơi. Cái đục dài 1 mét mấy á, con mê không, tủng tẳng tủng tẳng, coi đá gì đâu đá vậy. Lâu lâu ông cái sức ông bao bèn nó dính điêu hồng lưa hột dưa chứ. Con này như ngủm của tổ gì rồi, còn nó đơ hên còn sống ngáp ngáp còn ngáp ngáp được, đã bè được. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha, hẹn bạn clip sau. Để hôm nào chắc anh Lộc cũng đi bào nữa bạn ơi, bữa nay trúng quá trúng rồi, đóng cái cày mấy con bự bự ngủm của tổ uổng ghê, như nhiều đếm rồi nữa nè. Thôi chào bạn ha, hẹn bạn clip sau ha. Giờ mình cũng tranh thủ mình lên bờ mình về cũng khuya rồi, bữa nay là cà lọc mình bấy sấy lạnh teo ghi, trúng cá cũng teo ghi. Rồi chào cả nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha.